Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ review cuốn Bí mật của Naoko của tác giả Higashino Keigo, thể loại tâm lý xã hội. Lần đầu tiên mình đọc cuốn này là khi mà Nhã Nam mới xuất bản nó với cái bìa hình búp bé đấy, với thể loại là trinh thám. Và bởi vì mình là một fan trinh thám cho nên mình đã mua cuốn này để đọc. Cuối cùng thất vọng, không thể tả nổi, xen lẫn với sự bực bội vô cùng lớn, phẫn nộ. Bởi vì chuyện này không phải là trinh thám, không có một tí gì nói trinh thám cả. Lúc đấy nó chỉ một xé xác của sách đấy ra thôi. Mình ghét nó đến mức như vậy và mình chỉ cho nó một sao. Thế nhưng mà khi mà mình nói về vấn đề là mình không thích quyển này, đã có rất nhiều người phản đối dữ dội, lên tiếng bảo vệ cuốn sách này. Vì rõ ràng là Higashino Keigo là một tác giả rất là được ưa thích ở Việt Nam, có một lượng fan đông đảo, đặc biệt là về cuốn Bí mật của Naoko. Bây giờ mình sẽ cho nó một cơ hội thứ hai đọc lại, lần này là với tinh thần trước đây không phải là một cuốn truyện trinh thám. Đọc lần này đúng là mình có thích hơn một chút so với lần đọc hồi xưa, nhưng mình vẫn không thực sự thích nó lắm. Cho 3 sao, nó bình thường. Công nhận, nói về mối quan hệ gia đình, nói về xã hội, tai nạn giao thông, có rất nhiều thông điệp ẩn chứa ở trong này. Nhưng mà mình không thể mà thích nó nổi. Với mình nó chỉ là một cuốn truyện bình thường, nó không có gì quá đặc sắc, không phải là một cuốn truyện gây ấn tượng, cũng không khiến mình khóc như là rất nhiều người khác đã cảm thấy như vậy. Mình không cảm động bởi các chi tiết ở trong truyện này, vì cả cái kết mình cũng không cảm thấy gì cả. Mình thấy được rồi, cái kết như này là thỏa đáng, ok. Thế thôi, mình cũng không phải ấn tượng gì đến mức hay là động lòng gì đến mức mà phải thấy nó tuyệt vời, nó thay đổi con người mình, thay đổi cuộc đời mình, hay là thay đổi cái nhìn của mình. Mình làm một cuốn truyện để đọc, để suy ngẫm. Còn lại thì nó cũng bình thường, không phải là cuốn gì mình ưa thích cả. Với Higashino Keigo mình không đọc nhiều, mình không phải là fan ông ấy, mình chỉ đơn thuần là vì ông ấy biết trinh thám nên là mình đọc trinh thám. Về nội dung thì là có một cái vụ tai nạn giao thông xảy ra do tài xế đi đường dài mệt quá, dẫn đến việc vợ và con gái của Hiyasuke phải nhập viện. Vợ của Hiyasuke là Naoko và con gái của Hiyasuke là Monami. Kết quả là Naoko chết, nhưng hồn của Naoko đã nhập vào thể xác của Monami. Thực chất ý, con gái Monami chết rồi, nhưng mà thân xác của cô vẫn sống, trong khi Naoko thì linh hồn, chỉ ý thức vẫn sống, chỉ có cái thân xác là chết thôi. Thế là Hiyasuke nửa tin nửa ngờ cũng phải tìm hiểu, nghiên cứu, đọc sách để tìm các sự kiện có những điểm liên quan, giống nhau. Và khi mà anh bị thuyết phục rồi thì anh chấp nhận việc Naoko đang trong thể xác của Monami. Thế là từ đoạn đó là tác giả sẽ không dùng chữ Monami nữa, để mà dùng Naoko để xưng cái nhân vật Naoko bên trong thể xác của Monami. Thế với Naoko thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trước tiên mình mới nói về việc là Naoko làm nhân vật không đáng ưa. Mình không thích nhân vật này bởi vì Naoko nhiều chuyện, lắm chuyện. Nhiều lúc mà ăn nói dửng dưng, vô tình. Nói chuyện với chồng mà rõ ràng mình cảm thấy là người chồng đang có những cái tâm tư u buồn như vậy, nhưng mà Naoko cứ nói tới một cách không để ý, hơi vô tâm, vô cảm trước cái thái độ của người chồng. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận được Naoko là một người vợ rất là đảm đang, một người phụ nữ truyền thống, giỏi nấu ăn, giỏi việc nhà, chăm con, những việc mà mình không giỏi tí nào cả. Đó là về mặt tính cách của Naoko. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhắc đến cái mâu thuẫn, xung đột ẩn giấu bên trong con người của Naoko như thế nào. Naoko là một người phụ nữ 36 tuổi và bây giờ cô đang bị nhốt trong một thân xác của một đứa trẻ tiểu học. Và cô phải luồn lách như nào, xử sự thế nào trước tất cả những người khác. Cô phải đóng vai trò là một cô bé tiểu học, chứ không phải là một người phụ nữ đã 36 tuổi. Cách ăn nói của cô phải thay đổi, cái thái độ của cô phải thay đổi để cho phù hợp với một đứa trẻ. Nhưng ở nhà cô lại đóng vai một người vợ. Đó là cái cuộc sống hai mặt của cô. Ở ngoài là Monami, ở nhà thì là Naoko vẫn chăm sóc Hiyasuke đều đặn. Và lẽ dĩ nhiên nó sẽ là một cái xung đột bên trong hai cái nhân cách như thế này, giữa Monami và việc là Naoko.
sự khó khăn của Naoko rất là lớn. Như kiểu bạn sống đa nhân cách, khi mà chúng ta càng đọc ý, thì càng về sau chúng ta cũng biết được rằng là Naoko chuyển sang việc học, lấy cái việc học là cái mục đích của mình. Cô bắt đầu tận dụng cơ hội của việc là một đứa trẻ. Cô có rất nhiều thời gian, và bây giờ là với đầu óc của một đứa trẻ như vậy, cô có thể lĩnh hội được các kiến thức một cách dễ dàng và nhanh chóng. Và vì vậy cô đã chọn việc là tập trung vào con đường tương lai cho Monami. Mặc dù cô không hề biết Monami thích cái gì, nhưng mà cô vẫn nói rằng là đây là vì Monami, vì con gái của chúng ta, nên là cô sẽ phải học chăm chỉ để làm cho con đường tương lai nó rạng mở, nó gợi ra nhiều cái lựa chọn hơn. Chúng ta biết được rằng là Naoko thực ra làm thế vì mình thôi. Làm sao mà cô biết được Monami thích gì? Monami có thể không có thích học cái kiểu như vậy, mà Naoko thì học ngày học đêm, học kinh dị, rồi tham gia các hoạt động xã hội để có thể được vào trường mà mình thích. Là mọi thứ của cô đều nhắm tới việc là học và học và học vào cái tương lai như vậy. Và chắc gì Monami lại như thế đâu. Nhưng mà Naoko luôn nói rằng đây là vì Monami, vì con ở tương lai của Monami. Đây là cái cơ hội để cô thay đổi con người mình, để cô không còn làm người phụ nữ 36 tuổi nữa, không phải làm người vợ ở nhà chỉ có phụ thuộc vào chồng nữa, mà cô sẽ làm, sẽ trở thành một người phụ nữ độc lập, tự tin, có một sự nghiệp vững vàng, ổn định để có thể tự chăm sóc bản thân mình, chứ không chỉ là đợi chồng đưa tiền. Theo thời gian, cái lý do là vì Monami đã không còn nữa. Naoko làm mọi thứ là vì bản thân mình, vì cái cơ hội này quá là hiếm có. Cô có cơ hội để được làm lại từ đầu. Đấy là về cái việc Naoko bắt đầu suy nghĩ đến tương lai thế nào. Thế còn khi ở nhà với Hirasuke, cô có thái độ giữ chồng. Cô ghen với Hirasuke. Hirasuke nhá, bởi vì là khi sống với cả Naoko như thế này, anh không thể làm bố được, anh cũng không thể là chồng được, mà anh cũng phải là bố, mà anh cũng phải là chồng. Tức là nó không thể nào mà rõ ràng là lúc thì bố, lúc thì chồng, lúc thì không phải là bố, lúc thì không phải là chồng. Nó là một cái sự giằng vặt của một người đàn ông. Không phải bố, không phải chồng, thế thì còn gì nữa? Chỉ có mỗi sự nghiệp à? Nhưng mà nó đâu không khiến anh hạnh phúc. Và để giải quyết được cái tình thế này, Hirasuke và Naoko đã quyết định là không quan hệ tình dục. Mình nghĩ là nếu quan hệ tình dục thì mình thấy hơi ghê đấy. Vì dù sao đấy cũng là cơ thể của cô con gái và cơ thể của một người đàn ông trưởng thành. Nó hơi mang tính loạn luân. Mặc dù biết đấy không phải là Monami, mà đấy là một Naoko. Nhưng chính vì việc đó mà Hirasuke giải tỏa bằng cách khác. Thay vì đặt cái sự chú ý vào vợ mình, thì bây giờ anh sẽ ngắm những người phụ nữ khác, và đặc biệt là cô giáo của Naoko. Cô ấy rất là xinh và trẻ đẹp, và cô cũng có tình ý với anh. Anh cũng hơi có tình ý với cô, và anh để ý đến cô, chụp ảnh lén cô, thủ dâm khi nhìn vào bức ảnh của cô giáo. Khi biết chuyện này thì Naoko ghét. Mặc dù là cô nói với anh rằng là nếu chồng có tái hôn thì vợ cũng chẳng làm sao ấy, vợ cũng ok cả thôi. Nhưng mà trong thâm tâm mình biết là Naoko không thích việc đó đâu, mà cô sẽ ghen đấy. Chính vì vậy mà Hirasuke vẫn quyết định chung thủy với vợ và không hề có ý định tái hôn. Đó là quyết định của Hirasuke. Hirasuke có một sự giằng vặt rất là lớn, như mình vừa nói. Có một cái đoạn mà mình thấy tóm lược được cái xung đột, cái mâu thuẫn bên trong con người của anh, nó rất là đau đớn. Suốt thời gian qua mình không phải là đàn ông, mình đã làm những gì trong suốt thời gian đó? Là bố này, nhưng không phải là bố. Là chồng, nhưng không phải là chồng. Là đàn ông, nhưng không phải đàn ông. Ban đầu nó sẽ là một cái sự mâu thuẫn giữa việc ham muốn của một người đàn ông, một người chồng, và vai trò của một người bố. Và đến giờ anh không thể nào làm trọn vẹn được cả hai. Bởi vì sao? Cái người mà anh cần phải thực hiện việc đó, làm bố làm chồng, lại là một người giữa cái thể xác và lý trí nó hỗn hợp với nhau. Nó không rõ ràng phân định giữa vợ và con nữa. Với anh thì bây giờ còn không phải là bố không phải chồng, chẳng nói gì cả. Mà bố và chồng là cái đại diện cho cùng một người đàn ông. Anh không còn cái đấy thì anh còn cái gì nữa đâu. Đến cả việc đến chỗ gái điếm mà anh cũng còn không cương cứng được, thì chúng ta cũng thấy được cái nỗi khổ của Hirasuke như thế nào. Việc sống với một người mà vừa là vợ vừa là con mình ý,
nó đau khổ mà sống lại còn đến hàm bao nhiêu năm trời rồi mà anh phải nhịn, và đến giờ thì anh còn không có khả năng để cương cứng. Nó rất là đau khổ việc đó. Càng về sau thì khi mà chúng ta thấy Naoko bắt đầu ghen với chồng này, bà có ý giữ chồng là cô có cái sự ích kỷ của cô. Đến về sau thì cô bắt đầu nghĩ đến việc học, và vì mục đích tương lai của con mình, thực ra cũng là vì bản thân cô, chúng ta vẫn thấy có cái tính ích kỷ đó. Có thể kết luận Naoko thực ra là người khá là ích kỷ, nhưng mà sự ích kỷ của cô lại dễ dàng chấp nhận và mình có thể đồng cảm được. Mình lại không phản đối cái sự ích kỷ đó. Và đến về sau khi mà Naoko để chấp nhận cái bản thân mình như vậy, thì cũng là lúc Hirasuke ghen với cả Naoko và có ý giữ vợ. Chúng ta thấy đi từ trạng thái giữ chồng chuyển sang thành giữ vợ. Hirasuke bắt đầu ghen tị với Naoko vì có một cơ thể trẻ trung. Cô có một tuổi thanh xuân này, và cô phát triển, và cô là một người thiếu nữ xinh đẹp, thu hút ánh mắt của những người khác giới, và lại còn hẹn hò với các cậu trai trẻ nữa. Đương nhiên là chồng thì ai mà chả ghen với vợ mình, đúng không? Đó là cái lúc mà Hirasuke đã quyết định là anh sẽ sống tiếp với cái lựa chọn này, không ra chồng, không ra bố, nhưng mà anh vẫn thấy ổn với đó, mặc dù không ổn đâu, nhưng mà anh chấp nhận để anh có thể chung thủy, anh có thể yêu được vợ mình là Naoko. Nhưng Naoko thì lại suy nghĩ khác. Naoko ban đầu có vì chồng, dần dần có vì chồng đấy, giữ chồng mà. Nhưng khi mà nhân cách của cô đồng nhất, dần dần đồng nhất với nhân cách của Monami, và cô bắt đầu có cái thiên hướng là đồng nhất với thể xác của chính mình ý, thì cô bắt đầu suy nghĩ đến số phận bản thân mình về sau thế nào. Cô đang có một cơ hội trời cho, cô có tận dụng nó được không? Hay cô sẽ vẫn ở đây bởi vì có một cái vạch chặn đường cô chính là Hirasuke. Cô sẽ có lúc phải rời khỏi nhà, sẽ phải lấy chồng, đúng không? Nếu trong tư cách là Monami thì là như vậy. Nhưng với tư cách của Naoko thì cô đã có chồng rồi, cô đã có một cái nhà rồi. Vậy liệu cô có thể phát triển bản thân mình, bỏ đi cái vướng mắc là Hirasuke được không? Thì cái mâu thuẫn bây giờ của Naoko nó đã thành như vậy. Trước, cái mâu thuẫn của cô là sự giằng vặt giữa hai nhân cách Naoko và lợi ích của Monami. Nhưng càng về sau khi nó có một cái sự đồng nhất gần như là hoàn chỉnh, thì cô bắt đầu nghĩ đến tương lai của mình và nói mâu thuẫn với lợi ích của Hirasuke. Thế có sự biến đổi trong cái suy nghĩ, tâm tư của Naoko. Còn với Hirasuke thì ban đầu có một sự bình ổn là anh khuyên bảo Naoko là phải có cái sự phân biệt rạch ròi giữa Naoko và Monami đi, không thì người ta sẽ phát ra. Nhưng mà dần dần thì anh còn không coi có Monami nữa. Gần như với anh thì cô con gái Monami bây giờ nó không còn tồn tại nữa rồi, và nó chỉ còn là Naoko. Đấy là Naoko, đấy không phải Monami nữa. Thế cho nên Naoko có chồng rồi, cô không được hẹn hò nữa, cô không được đi chơi bời như thế. Vì vậy mà chúng ta thấy là cái mối quan hệ giữa Hirasuke và Naoko có sự thay đổi dần theo thời gian. Từ giữ chồng chúng ta chuyển thành giữ vợ. Và Naoko thì có sự thay đổi về mâu thuẫn của mình. Trong khi Hirasuke cũng có một sự thay đổi, đó là ban đầu anh giằng vặt giữa cái mâu thuẫn bố và chồng. Nhưng dần dần thì anh quyết định là anh chấp nhận điều đó, anh cứ sống với điều đó thôi. Mặc dù nó đau khổ cho cả hai người, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng sống với đó, vì sự chung thủy với Naoko, vì yêu vợ, và vì cái lẽ là phải như thế. Chứ anh lại không theo cái sự ích kỷ của bản thân mình. Naoko thì mới là người ích kỷ, nhưng Hirasuke thì lại không phải. Và vì cái mối quan hệ phát triển như vậy, cho nên chúng ta thấy được là Naoko dần dần trở nên tốt hơn. Bản thân, con người cô phát triển hơn. Còn Hirasuke thì càng đi xuống. Một người đi lên, một người đi xuống. Để chúng ta để thấy được là sự khác nhau. Hirasuke thì đang tự hủy hoại chính bản thân mình. Ban đầu họ còn xưng nhau là anh em, rồi bố con, nó còn hòa với nhau, nhưng anh em cũng nhiều hơn. Nhưng mà về sau cái mật độ của bố con nó dày hơn. Đấy là khi mà Naoko đang dần dần đi vào cái quyết định là sẽ trở thành Monami, chứ không phải là Naoko nữa. Từ anh em này, sau dần dần bố con, nó thành xưng hô gần như là chính ấy. Bởi vì Hirasuke đã chọn là cứ sống như vậy, cho nên là anh luôn tự an ủi mình là mình có vợ rồi, mình hạnh phúc rồi, mình còn đòi hỏi được gì nữa. Nhưng mà cái an ủi cho một người đang có mặc cảm bên trong mình và không tìm được lối giải thoát.
Để nói rõ hơn về mối quan hệ giữa đôi vợ chồng kỳ lạ này thì tác giả còn muốn nhắc đến về cái chi tiết quan hệ tình dục. Thì như mình nói lúc đầu là họ đã quyết định không quan hệ tình dục với nhau, nhưng Nao cô thì vẫn áy náy và vẫn muốn làm cho chồng, làm chồng bằng tay để chồng đỡ bị tích tụ. Nhưng mà Hirosuke cũng không đồng ý vì nó vẫn là bị vượt quá ranh giới rồi. Sau đó đến cả về sau có một cảnh nhà tắm mà Hirosuke vẫn nghĩ là vợ sẽ tắm chung cùng với mình, nhưng mà Nako bắt đầu có cái sự xấu hổ ngại ngùng việc là bố không thể chạm vào người con gái mình như thế, nó không phải phép ý. Cô phản ứng rất là dữ dội khi mà Hirosuke nhìn vào vùng kín của cô và chạm vào người cô. Nó là một cái chi tiết mình đã thể hiện được cái suy nghĩ của Nako như thế nào rồi, nó đã đồng nhất với Monami đến mức nào. Và Hirosuke sững sờ về cái sự thay đổi đó. Đến 81% của chuyện có một cái cảnh là hai người đấy quyết định quan hệ tình dục. Và đây sẽ là cảnh mấu chốt ảnh hưởng đến cái kết của câu chuyện như nào. Nó sẽ ảnh hưởng đến việc mối quan hệ của hai người này sẽ thay đổi như thế nào. Tức là nếu cảnh quan hệ tình dục này mà thành công hay là không thành công ấy, nó quan trọng lắm. Liệu hai người ấy có dám vượt qua ranh giới hay không? Đó, chính là những gì mà mình đã có thể nói được về mối quan hệ vợ chồng giữa Hirosuke và Naoko. Có một mạch truyện phụ khác, đấy là Hirosuke tìm hiểu về gia đình người tài xế đã gây ra tai nạn. Và qua cái câu chuyện tìm hiểu về gia đình của anh tài xế này thì anh cũng tìm ra được một cái lời giải đáp cho cái bài toán của mình, cho cái vấn đề mà anh đã gặp phải. Đó là vấn đề về việc có liệu có nên giải phóng Naoko hay không ý, hay là anh cứ chấp nhận giữ cô như thế. Thì anh đã có được lời giải đáp rồi, nhưng mà anh có làm được cái việc đó không? Anh có làm theo được việc đó không? Hay là anh sẽ vẫn cứ như vậy, anh sẽ lờ đi cái lời khuyên đó? Đấy là cái câu chuyện về gia đình của người tài xế, là một cái mạch truyện nó bổ sung cho cái tuyến chính của mình, là nói về mối quan hệ giữa Naoko và Hirosuke. Ở mạch truyện phụ kia kìa thì Hirosuke là có những cái thắc mắc về động cơ của người tài xế nữa, và vì vậy mà anh đi tìm hiểu về gia đình họ. Thì mình nghĩ có lẽ đây là một chút của cái yếu tố trinh thám ở trong cuốn truyện này, và nó khiến cho người đọc sẽ cảm thấy cuốn hút hơn với câu chuyện và đồng cảm hơn với các nhân vật. Thay vì là chỉ có một cái tuyến chính thì nó sẽ hơi nhạt nhẽo và bị dài. Thế nhưng cũng không đủ để quyết định cả cuốn truyện này là thể loại trinh thám. Đấy là một sai lầm rất là lớn đấy. Nhưng mà đúng là cái mạch truyện phụ đấy nó cũng khiến mình cảm thấy hứng thú hơn khi đọc truyện này. Chứ nếu chỉ có cái mạch truyện chính kia thì có lẽ mình đã không thể đọc được hết cuốn truyện đó nhanh như vậy. Mình đọc cuốn truyện này có mỗi 3 tiếng thôi. Trong mỗi 3 tiếng hôm qua mình vừa mới đọc xong, cho nên mình muốn nói hết ra tất cả suy nghĩ của mình về cuốn sách này ngay. Về cảm nhận chung của mình thì như mình nói là mình không thích quyển này. Quyển này cái tốc độ rất là chậm, theo đúng rồi tâm lý của con người ấy, không thay đổi nhanh đâu, và có thể dài dòng nữa, chậm này, dài dòng này. Cái kết thì làm mình thỏa đáng, nó có thể buồn nhưng không buồn đến mức mà mình phải khóc cả, không đến mức phải mình phải cảm động. Mình cũng không biết phải nói thế nào về cuốn truyện này nữa. Nhưng còn lại thì đấy là những cái gì mà mình đã rút ra được từ cuốn sách này. Còn về phần tai nạn giao thông thì luôn là một cái mang cái tính thời sự rất là lớn rồi. Vì cuốn truyện này thì có thể đọc vào mọi thời kỳ. Vì cái mấu chốt của nó cũng chính là nói về việc tai nạn giao thông nó đã ảnh hưởng thế nào tới những người mất gia đình, tới con người nói chung. Bây giờ là lúc mà mình muốn biết ý kiến của các bạn về cuốn truyện này vào phần comment bên dưới. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Tạm biệt.